Thôi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử động hóa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. Sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À về Đắk Lắk à, hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở Cà Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Đông Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Đông Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Dạ. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái cũng ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Chứ có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Ừ. Lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Ừ. Cho nên là em thì lúc đó cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn, mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãi cánh đứt đuôi mà. Tình gì lại rồi. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó? Dạ nó quay quạt. Hả? Nó quẹo dạ, mắt, nó ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên, ngoại hình thì nhìn xinh xinh, chỉ cần vậy thôi. Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều à? Dạ chuyện nhiều. Chuyện nhiều là nhiều chuyện à? Chuyện nhiều cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít, nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. Không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men em. Có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Này bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là
anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức nghĩa là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ, chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ, anh cũng nghe em mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha, anh nhớ. Nhớ nha, Thanh đó. Rồi, cảm ơn nhà, cảm ơn nhà gái. Mời đại diện nhà trai, dẫn đi với ai? Dạ, đi với ba và gia đình, có bạn bè. Dạ. Chú rồi, chào bé. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi, nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ bấm nút. Mong bấm nút luôn ha. Chứ cảm ơn tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi, tới ok. Là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó. Cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. Đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng thì dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng với quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á, là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á, thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư. Lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Yeah. Rồi nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. Rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ, quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, 50 mấy hecta. Mà một mình Dẫn, một tay Dẫn quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Dẫn là 30, còn tức 30. Là ba dạ. Nói đó, một mình Dẫn thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dẫn. Còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu không tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đường Đi Anh Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có thương. Gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi cho Trung Thu với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ, em thử nha. Thử đi. Con mời cô ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dẫn? Dạ, vườn nhà mình. Dạ, mời. Trồng gì Dẫn? Dạ, em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do ta đã thôi. Dạ, cái nào tròn mình thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh Dẫn vàng quá anh Dẫn ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ, con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk quá. Số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về buôn mê thuộc. Anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy anh rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi.
Hầu như thời gian rảnh của em thì cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ. Không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi, không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Rồi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn hay ạ. Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói lạ. Thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Và chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành rồi luôn. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết này em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Để em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát đi, đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai tiếng cạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi ba. Thì, ba đây là ba có Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Là ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi.
con hứa rất là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong không cho có nó hai tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Hứa có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Mai trọn vẹn cả nhà chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa, đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ. Đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công. Đám cưới thành công. Ok. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda. Tặng bạn sản phẩm nước khoáng Ghiềm Thiên Nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, các ba cầm giùm đi ba. Sau khi chia tay xong thì em lúc đó em phải mất 7 ngày, 7 ngày không ăn uống, chỉ trời có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, xin mời. Hả mày. Mời bạn nam. Chào. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào bạn gái cùng giao lưu với mình. Tên em là Nguyễn Như Tiêu. Tiêu. Vâng ạ, Tiêu. Tiêu luôn. Em nay 46 tuổi. Em quê ở Hưng Yên. Hiện tại thì em ở sống ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và làm lái xe thuộc tập đoàn Mai Linh. Lái xe taxi. Vâng. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả trên trường quay. Em tên là Hồ Ngọc Minh Trang, 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang công tác ở phòng nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Em ưu điểm là nói chung là dễ gần, nấu ăn rồi em cũng biết chút đỉnh. Tính tình em vui vẻ, thoải mái. Dạ. Còn khuyết điểm thì tính em đôi lúc hay hơi có một chút nguyên tắc. Với lại nhiều khi cũng hơi nóng tính. Còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Em là người đàn ông thì bản lĩnh mà hơi cầu toàn chút xíu. Hơi kỹ tính đúng không? Dạ. Vậy được. Rồi khuyết điểm anh là gì? Khuyết điểm của em là hơi quyết đoán thì chậm. Bởi vì thời buổi kinh tế mà anh. Nếu mà mình quyết đoán, mình đưa ra cái gì đó mình chậm thì thua người ta rồi. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi anh Tiêu? Là em trải qua được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất năm 30 tuổi đó. Yêu nhau trong vòng 9 tháng thì 15 ngày nghỉ phép. Lúc đó em đang ở bộ đội. Thì lúc đó là khi mà đi phép vào xong thì cái thời gian liên lạc nó giãn dần ra. Và đến khi mà em vào đến nơi thì cái cảm giác đầu tiên là rất xa lánh. Sau đó là bạn gái mới nói là bố mẹ mình đã nhận chồng người ta rồi. Ừ. Sau mối tình 9 tháng nó chia tay thì đến năm nay là bao lâu rồi anh? Đã từ năm 30 thì năm đến năm 4 năm, tức là 15 năm. Từ 15 năm nay anh không có mối tình nào nữa. Thì 15 năm đó thì sau khi chia tay xong thì em lúc đó em phải mất 7 ngày. 7 ngày không ăn uống, chỉ có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy? Vâng. Em quyết định xin nghỉ bộ đội.
và em thay đổi, em ra ngoài em làm. Thì em ra ngoài em đặt ra một kế hoạch rất cụ thể và hành động rất quyết liệt. Tức là 4 năm tuổi ấy, thì em thực hiện được cái giấc mơ mua nhà. Mua được nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên bạn gái, mình cũng kể chút xíu về tình trường của mình ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua khoảng 3 mối tình. Thì mối tình cuối cùng là em cũng định đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà tính tới hôn nhân thì mới xảy ra một chút mâu thuẫn về cách sống với lại về tôn giáo. Cho nên không có thỏa thuận được. Cho nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Mà quen được bao lâu? Em quen cũng 1 năm mấy. Đó là mối tình cuối cùng. Cách đây là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Rồi thôi mình bỏ qua mấy cái chuyện buồn đó đi. Bây giờ mình vô chuyện hiện đại đi ha. Mẫu người lý tưởng đi bây giờ. Anh trai, anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Em thì đơn giản thôi. Em muốn một người, bởi vì em cao 1m69, thì em muốn một bạn gái cũng cao xinh xinh như thế để đứng cho nó đẹp. Mang giày lên là cao. Mang giày lên là cao ha. Dạ. Có điều gì em không thích, anh không thích ở người bạn vợ tương lai của mình không? Dạ, em không thích ở người bạn gái nữa là bảo thủ cố chấp mà không thiếu tôn trọng lẽ phải. Đơn giản vậy thôi. Em luôn luôn cầu tiến vươn lên ạ. Rồi dạ. Dạ. Mời em, còn em thích dạ, một người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người là đừng có gia trưởng, phải tâm lý một chút. Em không chịu được mùi thuốc lá cho nên là đừng có biết hút thuốc là được. Ồ, anh có hút thuốc không anh? Dạ không hút thuốc ạ. Cái này đạt tiêu chuẩn ạ. Đạt tiêu chuẩn đúng không? Về ngoại hình. Ngoại hình thì cao trên 1m7, khoảng 1m7 đổ lên. Dạ. Được, tốt, anh này bên này tốt lắm. Anh cao bao nhiêu? Cao cỡ 1m7. Nói chung là tướng đáng được. Mất 2 mí không anh? 2.5 mí luôn. 2.5 mí. Bây giờ em cảm nhận anh này thế nào? Nghe anh nói chuyện thì thấy ảnh sống cũng tình cảm. Cái tuổi anh có thể lớn hơn em một chút xíu. Nói chung tuổi tác lớn hơn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tính tình của ảnh. Đúng rồi. Tức là họ phải thật thà chút. Chịu khó tìm hiểu mình, chịu khó hiểu tâm lý của mình. Anh này thật thà nha. Có chí hướng, có tiến thủ đàng hoàng. Dạ. Vạch hoa ra kế hoạch đàng hoàng. Thì đó, em thấy đó. Nhưng mà hơi kỹ tính chút xíu đó. Kỹ tính cũng đỡ, tại tính em ghét mấy người ở dơ bài ra rồi không dọn á. Không sao, anh thấy được ha. Bây giờ như nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Thì nói chung em cũng muốn, nếu mà được thì cưới liền cũng được. Rồi kế hoạch sinh con mình thì sao? Nói chung thì em cũng muốn cưới xong là có con liền á. Vậy ha, thôi để chị hỏi ảnh coi. Nãy giờ tôi cũng nôn muốn gặp anh này lắm nè. Dạ chào anh. Xin chào chị. Dạ, vẫn phong độ quá ha. Mười mấy năm mà lập ra kế hoạch rồi mà đạt được cái mục tiêu của mình. Anh ơi, 46 tuổi là mình cũng hơi mai mốt là cha già con mọn rồi ha anh. Dạ, nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được anh ha? Em thì đến đây với tinh thần rất là quyết liệt và quyết tử cho hạnh phúc của sinh ạ. Dạ. Tức là phế niệm được ạ. Dạ. Dạ. Anh, nhưng mà rồi mình giờ mình lấy vợ về là ở trong nhà anh là có ba mẹ anh không? Mình có phải làm dâu không anh? Dạ không, tức là nhà bố mẹ em thì ở quê. Dạ. Vâng, trong đây thì chỉ có mình em thôi. Là nhà anh mới mua đó hả? Dạ vâng. Người vợ nhỏ hơn mình 10 mấy tuổi thì đối với anh điều đó là anh cảm thấy thích hay là cảm thấy ái ngại? Không quan trọng, bởi vì khi mà ta hiểu nhau rồi á thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Bởi tình yêu nó xóa hết cái ranh giới. Vâng, theo quan niệm của em như thế. Em cũng hy vọng khi kéo màn lên thì hai người sẽ có trao cho nhau những cái cảm xúc bằng cả lý trí lẫn con tim nha. Dạ, vâng. Dạ. Thôi, bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân trước khi gặp nhau cái nha. À, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ với lại các bạn đồng nghiệp. À, có mẹ. Chào cô. À, xin chào cô ạ. À, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng tất cả các khán giả trong đài. Tôi là mẹ của em Trang. Thì qua cuộc nói chuyện giữa hai cháu á, thì tôi nhận thấy anh bên nam đó con, thì theo mẹ thấy á, thì anh lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi thì nó chững chạc hơn. Thì tùy con, nếu mà con thấy thích hợp là mẹ sẽ đồng ý. Nếu mà cô, con gái cô mà gặp anh này thì cô có yên tâm gì này theo cảm giác của mình đó? Theo cảm giác thôi thì nếu con gái thì nếu mà gặp được cái người nam, người chồng mà biết lo, biết quan tâm tới, chăm sóc, cũng như là có cái nhà riêng là tôi rất yên tâm rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp và cháu. Vâng, xin chào ông Mai và Muối. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Năm, là đồng nghiệp cùng với bạn Tiêu nhiều năm trước đây. Vì vậy tôi biết bạn Tiêu rất là hiền lành và rất là chăm chỉ nỗ lực.
bây giờ ổn định an cư rồi mới quyết định đi tìm vợ. Về bạn gái tôi có cái nhìn là bạn với bạn Tiêu cũng có cái điểm tương xứng về cái tính cách, ngoại hình thì to khỏe, tôi thấy là được. Hai bạn nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm và chúc hai bạn thành công. Rồi. Rồi, bây giờ để cho hai anh chị gặp nhau nha, để mình trò chuyện tâm sự với nhau. Kéo màn lên. Mời anh. Em tặng hồn. Mình cảm nhận về người đầu tiên mình mới gặp mặt sau thời gian nãy giờ nói chuyện, mọi người góp ý này kia, mình cảm nhận đi. Mới nhìn anh á thì nói chung là ngoại hình là nhìn cũng ok. Cái đầu tiên là ngoại hình, còn tính tình thì mình nói chuyện nhau nhiều hơn đi rồi em sẽ có cảm nhận mới nữa. Mình thì nhìn bạn lần đầu tiên thì mình thấy rất là dễ thương. Thì cái cảm xúc ban đầu thì người con trai mà, người ta thường nói là yêu ở mắt. Thì mình nghĩ rằng cái cảm xúc ban đầu mình thấy ok thì là chắc chắn là mọi thứ là được rồi. Anh em đi anh cho nó tình cảm anh. Dạ. Tính đi, thí dụ đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò thế nào? Công việc của mình á thì nghề taxi mà, 15 ngày làm, 15 ngày nghỉ. Thế thì cái thời gian của mình thì rất là thoải mái để bọn mình gặp nhau, giao lưu và chia sẻ con bạn. Em thì công việc của em thường mấy ngày đầu tháng thì nói chung là em cũng đi làm giờ hành chánh. Có những tuần là có thể là ngày sáng 8 giờ em đi là tối 9, 10 giờ em mới về. Thì cái đó nó cũng hơi khó. Với lại tính anh có hay ghen không? Thực ra ghen thì ai cũng ghen. Ghen có ghen thì mới yêu. Nhưng mà nó phải có sự hiểu biết kèm theo đó để mà thông cảm với nhau. Bây giờ cho còn một ít thời gian còn lại, có thể anh tỏ tình với bạn gái hay là hát một bài hát tặng bạn ấy, rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút với nhau hay không. Mời anh. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Giây phút hôm nay được nghe em nói với anh. Rồi gió đừng hôn lên má em, rồi gió đừng hôn lên tóc em, rồi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền. Rồi nói rằng tôi yêu em, rồi nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Rồi thôi, tất cả sẽ trả lời bằng nút bấm có yêu nhau hay không. Hãy để tay mình nút bấm đi anh. Câu chuyện hồi nãy giờ thì cũng rất là hấp dẫn. Anh cũng đã chín chắn và bạn bên kia cũng chín chắn rồi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem nửa trái tim bên kia có thuộc về mình, có sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường còn lại hay không. Hãy quyết định điều đó trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng anh. Nào, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy trước mặt mọi người hãy hôn nhau một cái để mình gọi là đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên đi anh. Rất nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng có một điều cũng hơi nhạy cảm. Cái này mình nói vui anh nha, nhưng mà nó là sự thật đấy. Từ xưa giờ chắc biết bố mẹ đặt tên anh sao, mà cái tên Tiêu thì nghe nó cũng... Bố mẹ em sinh vào cái quý Nguyên Tiêu đó. Thế là mới đặt luôn như thế để dễ nhớ. Bây giờ cái tên anh có thể là thêm dấu gì cũng mệt lắm. Thêm dấu sắc đi, dấu sắc ha, hoặc là tiếng Tiêu gì đó thì cho nó vui hơn, cho đời nó phiêu linh hơn chút xíu anh nhỉ? Được không anh? À, được nha. Thôi thế này, sẵn đây tôi xin chúc cho anh Tiếu chị Trang sẽ sớm có một cái thiệp mời gửi chúng tôi. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Tra luôn. Dạ đúng rồi, cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có múi nào chưa, sẽ tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rồi, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có múi nào chưa. Rồi, mừng mời chú Mỹ vô coi mấy múi chồng. Rồi, mời em gái. Rồi, bằng Nam.
Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC, cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là... Dạ, các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về ký thi thập trưởng vô tuyến điện tử ở 97 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền, ngoan. Hiền, ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ. Hát? Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm. Vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói. Với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy bạn em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say you do, 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 do gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đây không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới, vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương, bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi, có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? Khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. Như là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để câu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? Cũng được trải qua 3 năm ạ. Thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? Lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi chứ không phải là... Yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao?
không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chị cao thì 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhiều nữa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng của ấy muốn khi nào? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao biết? Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong gì đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi hả? Dạ sinh đôi. Nói là nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho con kia thế nào? Chắc rất xinh thắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em.
Nay em có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không có chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói. Thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được rồi em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có mũi nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có mũi nào chưa. Rờ mần mần mờ, cứ kỹ vô coi mấy mũi ở trong. Rồng lên, ra mũi coi. Có mũi nào không? Dạ, cũng có đó. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ size rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Vậy là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắc lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ. Mình im im, cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết là nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai hay gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười hoài vậy. Giờ em không biết nói cái câu gì hết. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật. Cô ấy ạ. Anh sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất.
Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó. Đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà đứng nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa, thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Được ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? Nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tỏa nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ, em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Bây giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hà. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau nên đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói mà làm mới quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Dạ. Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. À, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ nhận được món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện nè, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù cho hai bạn có ở xa cách mấy cũng giống như là đối phương đang ngồi trước mặt của mình. À, nghe chị Hóa. Chào chị bà con nha. Gì vậy? Ở xa nào? À, xa Thiệu Biên. Bà nói tên gì? Hỏi người có bà con không? Hỏi lắm. Bà con thôi, đi dừng luôn rồi nha. Mời bạn nam. Wow. Ha. Dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là công chủ Hiến cho. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi, bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thẳng thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Ồ, rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hỏa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ, em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này, các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng ạ. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi, dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong người anh nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều ạ. Chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh là được. Rồi bạn không thích gì ạ? Bạn nữ nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi em. Rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ.
Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình ế? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? À? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi với bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít, cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nào không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình, nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy à? Nó tốt chứ đâu có nói đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em mới ghét. Em chỉ thích là từ tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhỏ nhỏ một xíu. Khó, rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi khá nhõng nhẽo chứ. Nó dễ thương chứ sao không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân, ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Lấy ai cũng được. Sao vậy? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, thì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi, bây giờ không cho lấy thì già mất. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về rồi. Thì năm nay là phải có người dẫn về mới được đúng về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nha. Nếu như mà được thì khi nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Được, em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhọc nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có 3 chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít? Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? Có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em điện cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được, đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn một tí. Hơi thiếu ăn một tí hả chị? Thôi em nuôi, em nuôi. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn nơi hiền bây giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Khi nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em. Bởi vì bạn em cũng khá là hiền. Và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít. Mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu. Cho nên là có thể là bị ảnh hưởng. Nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết nít là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích. Nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm rồi. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chi. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Thấy này à, cảm ơn bạn. Tôi chỉ hỏi cái này là em tự làm á hả? Dạ cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng đó biết ngay này tự làm mà. Dạ lúc này anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? Anh ở Thiệu Hóa.
Tao có chuyện bà con nha. Gì vậy? Ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi lắm. Bà con thôi đi rừng luôn nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xuyết không, gần trùng. Kênh trùng hả? Chú Phan phải hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi chú không hiểu lắm. Không, không. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi có gặp đám dỗ, đám cưới gì chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi, mày rồi, mày rồi, mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, trẻ rồi. Vậy hai người có tật xấu gì khác nhau hết đi. Nói là mai anh không bấm nút kêu sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có, anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nghe không. Chắc còn em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ rồi được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1, hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Anh thấy hơi lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn. Nếu bị, nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Được. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, em chỉ thích thôi. Mình... Em thích Đơn Phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hà Man. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng hớt tóc nó hớt bị lỗi. Hả? À. Bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui vậy. Ủa đầu trọc hả cưng? Không, ai nói đầu trọc? Xém trọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là, coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hậu anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chính như trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn Nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Có một số việc không hợp nhau. Là 3 mình... năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết. Sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Tìm người bạn gái như thế nào?
Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em, và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Nói hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Giọng không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, em chỉ thích thôi. Em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 đổ lên à. Anh kia 30 cũng nhắc mí ha. Dạ, chững chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng và đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình sẽ nói dối. Nói dối tốt là gì bạn? Nhưng nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta mình sẽ nói dối. Làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm tới người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình vàng đánh chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Cái nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được cái gì đó. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái là ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác rồi. Cái gì người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lần lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ. Tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong. Kể cả CV bếp em có hết. Biết ta mà mập to cao thấp mà CV có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không? Thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt. Nhiều chuyện là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Nói nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó phải nhiều chuyện. Tôi gọi bà Tám. Bây giờ tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á. Chứ nhiều khi thấy em yếu sao á. Có thiệt. Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá anh. Rung quá hả? Nhưng không sao, là ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm chưa cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhơn vậy anh? Mới nói kìa. Đồn ác nhơn quá, chào em. Nói tôi ác nhơn trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà. Hơi đen chút xíu. Cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha. Đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Này em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bắt bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính. Anh khá chững chạc và em thấy anh rất là hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 à. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Không, biển phòng. Phòng dịch vụ cưới hả? Không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Khi từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi á. Về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. chị tin em nha. Dạ. Ác nhân thiệt, cảm ơn. Chúng ta sẽ kéo màn ha. Nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn.
trai. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng, thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ. Như là... dụng một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Nói đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à hả? Ở là anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi, sắp xếp công việc của mình xong mình quyết định đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? À, gần ngã ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao, hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Thế lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát em bằng hai nhạc. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh, anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này, nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Trời, nghe sóng biển cái quên hả? Lại, 2, 3. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này thì về làm ăn phát tài phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định. Dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ là thật kỹ, nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu. Con vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. À, con chào chú Quỳnh Liên, chào Khôn Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta bắt đầu mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. À, quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi có con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau.
Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này, con nhờ chú Quyền Linh đọc con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, ôi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Ồ, đây tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. À. Thôi nói chung là ngày hôm nay hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. À, con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Đấy, như là rất là hay quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Nhớ nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúc mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đất ơi, nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, chú. Mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng mà bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó
nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội, dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Dạ, không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mai. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ, con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên là gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi, rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng lưu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% đúng không? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Ừ. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài. Hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chỗ nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Ừ. Anh thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Ừ. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng, mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng.
hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài anh sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, để tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình. Xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Trái tim mình có rung động hay không? Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. Bắt 1 đầu. 2 3 Hết thời gian. Wow. Đúng rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm đấy là em ham học hỏi. Nhưng cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nhưng hiện tại vẫn ế á. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Đây, mời em trai. Em tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Hoàng Mai, em năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác tại phòng đối ngoại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân chứng khoán á nha bạn trai ơi. Mai là quê ở đâu Mai? Quê nếu mà nguyên quán thì là ở Huế anh. Còn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Rồi, mời bạn trai. Để đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào em. Bạn gái bên cạnh ạ. Và xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Tên em là Đỗ Khắc Mạnh. 10 năm trước là em làm sinh nhật thứ 33. Hiện nay quê quán của em là ở Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm gì? Nghề nghiệp của em là làm sản xuất bóp ví da. Rồi, vậy thì hai bạn cùng quê ở khu vực phía Bắc rồi. Thanh Hóa với Hà Nội thì cũng cách xa nhau mấy. Rồi, ưu điểm và khuyết điểm bên đàn gái là gì? Điểm mạnh của em thì em là người sống tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm đấy là em ham học hỏi. Nên cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nên hiện tại vẫn ế á. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Mạnh sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chân thật, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, hay vậy ta? Dạ. Rồi, có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì cũng có cái là cũng hơi nhút nhát chứ. Có mấy mối tình rồi Mạnh? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, nhút nhát tới 3 mối tình luôn á. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình của em dài nhất thì là 1 năm thôi ạ. Ôi trời, mối tình ngắn nhất là lâu bao lâu? Ngắn nhất thì cũng 6 tháng, 7 tháng. Có nghĩa là cả 3 mối tình là chưa tới 2 năm đúng không? Đúng rồi, khoảng đó thôi. Còn em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà cũng tình không chính thức. Thì cũng kiểu tìm hiểu sau 1 năm thì em thấy không hợp. Mối tình thứ hai được nhiêu? Cũng tầm 1 năm ạ. Nói nghe nè, bên đây á, người ta ế là tại vì người ta học quá nhiều. Người ta ham học hỏi quá, người ta ế. Còn bển lý do gì ế? Nhút nhát ế đúng không? Dạ bên em thì cũng một phần là nhút nhát. Thế là công việc thì cũng làm cũng trong cái thời gian làm thì hay làm tối và cũng ít phụ nữ. Và làm ở tại nhà cho nên là cũng không được gặp gỡ mấy. Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh. Em tự làm luôn? Dạ. Tức là công ty của em luôn? Cơ sở. Cơ sở của em luôn? Dạ. Là em làm chủ luôn? Dạ. Thôi giỏi vậy ta. Em ơi, vậy bây giờ em đến cái tuổi này rồi thì em mong muốn cái người bạn đời của em, người bạn gái của em phải như thế nào? Dạ em mong muốn là người bạn gái của em là vui vẻ, hoạt bát và biết quan tâm tới gia đình. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là... Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương không? Dạ. Em gái dễ thương. Em muốn cái mẫu hình lý tưởng thế nào hả Mai?
Em nghĩ là không quá thấp, tại vì em cũng không phải người cao lắm. Không, vấn đề không phải là cao thấp, vấn đề này mới quan trọng thôi. Vâng. Còn bây giờ ta không phân biệt cao thấp đâu em. Ừ, đừng lo. Em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá, không thích đàn ông ham nhậu. Bên đây không có cái gì hết trơn. Đây hiền dễ thương lắm. Không lăng nhăng. À, không lăng nhăng luôn. Không lăng nhăng, bây giờ mới là ế tới giờ. Ê, đúng nhát. Nhúc nhìn quá. Nhìn đây nhát, dễ thương lắm. Ba mối tình cộng lại có 2 năm. Khủng khiếp thiệt. Xin chào chị. Ô, chào em. Dạ. Gương mặt cũng hiền. Dễ thương. Dạ, dễ thương chị. Em. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó, xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Dạ. Anh giờ anh lo cho đàn gái nè. Dạ. Em giờ thí dụ lấy vợ về ở đâu? Hiện giờ là em cũng đang sinh sống và đang còn nhà thuê ạ. Ở nhà thuê? Dạ. Cái cơ sở của em á là mình em làm chủ đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy là được rồi. Bên kia cô gái làm chứng khoán, cô ấy rất là thông minh luôn, bởi vì làm về kinh tế mà. Dạ. Thành ra anh nghĩ rất là giỏi. Em có nghĩ lần sau này về kinh tế mình giao cho cô ấy không? Về tiền bạc này kia. Về kinh tế thì sau thì em sẽ chi phí xong thì còn thể phải giao cho vợ giữ thì tốt hơn. Chứ mà em giữ thì lại không giữ được. Phải giao cho vợ đúng không? Dạ. Ờ, hôm nay em đi với ai? À, em đi với mẹ, bạn của mẹ và các chị đồng nghiệp ạ. Ồ. Oh. À. Dạ, chào. À, cô, chào cô. Cô thấy đàn trai thế nào nãy giờ qua cái cảm nhận của mình? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Thì nhận xét về bạn trai thì cũng chững chạc và cũng có thể là một chỗ dựa yên tâm. Con gái của tôi thì cũng ham học quá cho nên là nhiều khi cũng hơi có những cái lúc mà nó vô tư, lãng trí. Cô thấy hai đứa nó có xứng đôi hợp lứa với nhau không? Thế này thì phải để cho các cháu cũng tự tìm hiểu. Dạ, rồi cảm ơn cô. Tạm ổn. Rồi, Mạnh đi với ai vậy Mạnh? Dạ, hôm nay em đi với chú và một em gái. À, chú. Chào chú. Chào, chào chú đàn trai. Chào Kiền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là chú của cháu Mạnh. Chú thấy đàn gái bên đây cũng ok. Và hai cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Cháu cũng nhát mà chú cũng nhát. Thì các chú nhát, chú rung quá rung rồi. Chú cũng rung. Cảm ơn chú nha. Xét về mặt nãy giờ mình cảm nhận đó Vân. Mình thấy nè, bên đàn gái thì ba mẹ ở gia đình cũng làm nghệ thuật, rất là hiền, dễ thương. Mà thông qua là chú của đàn trai thì thấy cũng gia đình cũng hiền luôn. Vấn đề là hai đứa sẽ tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Để xem coi họ cảm nhận cái đồng cái điệu với đó, nhau hay không. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi thôi mở rào đi ha. Mở rào. Ô, chào em. Ừ, anh chào anh ạ. À, hôm nay anh đến với chương trình gặp em, anh có món quà. Dạ vâng, anh cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em. À, anh có món quà anh gửi em. Dạ vâng, anh cảm ơn anh. À, cái món quà này thì cũng đầu tay anh làm ra, sản xuất ra. Nên anh cũng muốn gửi tới em một món quà để có kỷ niệm. À, em tặng anh chiếc ly, chiếc cốc uống nước. Vừa để nhắc nhở anh chịu khẩu uống nước để tốt cho sức khỏe. Hoặc ly này có thể uống cà phê luôn để giúp cho anh tỉnh táo mỗi ngày ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Thế lần nào đầu tiên đến với chương trình, em thấy anh thế nào? Có giống người mẫu mà em nghĩ ra không? Em cũng không đặt ra một cái hình mẫu nào lý tưởng. Em thì chỉ hy vọng là người đó hiền lành, biết quan tâm đến gia đình và sẽ hòa đồng. Bởi vì nhiều lúc em có thể có những nhóm bạn ấy, đến tụ tập ăn uống thì em muốn mời người đó tham gia cùng. À. Thế thời gian mà anh với em hẹn hò thì em rảnh vào thời gian nào? À, em rảnh buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần ạ. Anh thì làm tự do nên là có thể sắp xếp được thời gian để anh với em gặp nhau và đi uống cà phê. Dạ. Như em thì em lại thích không gian uống cà phê hay là đi chơi thì ở địa điểm nào thì phù hợp? Nhiều lúc em cũng có thể thích đi dã ngoại ạ, nghĩa là đi ra ngoài ngoại thành. Nên là không biết là lúc có thời gian rảnh thì anh dành thời gian làm việc gì ạ? Thời gian rảnh thì anh thì cũng nghe nhạc với cũng lang thang trên Facebook chút. Chứ anh có đi ra ngoài, đi dã ngoại hay là
đi ra ngoài đi chơi thì chỉ vô cái dịp nào đấy, giống như là vô ngày lễ ngày gì đấy thì anh cũng đi chơi với bạn bè. Nếu mà như tình cảm của anh với em á thì tiến triển xa hơn á. Con cái thì em thích mấy con ạ? Em nghĩ là 1 đến 2 đứa ạ. Đúng không? Anh cũng nghĩ vậy. Vâng. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Hiền lành. Và gia đình thì chắc anh nghĩ là em sẽ một người là cũng đảm đang trong gia đình cũng rất tốt ạ. Dạ. Vâng, mẹ em là giáo viên nên là mẹ em cũng dạy cho em nấu cơm gia tránh từ hồi nhỏ. À. Vâng. Bây giờ dạ. Mạnh tới nắm tay Mai nha. Và hát tặng cô ấy cái gì đấy. Đấy, bước tới nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói gì là hát luôn. Anh hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Trong thời gian đang nắm tay em mà hát thì có thể sai lời hát thì cũng mong quý vị thông cảm ạ. Anh hát bài như thế nào đi nữa. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào, anh với em chung lối đi về. Qua đây thì em tặng anh bài thơ. Bài thơ này nó rất gắn liền với cả ngày sinh của em. Đó là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bánh trôi nước. Thì đây là bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương ạ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, hay quá. Rồi, được rồi, chúng ta trở về vị trí đi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại cảm xúc của mình, có phải là cảm xúc thật hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút cho nhau cơ hội. Và nhớ rằng bấm nút không phải là để làm bạn, mà bấm nút chúng ta đang nghĩ về một điều xa hơn nữa. Đó là hướng tới hạnh phúc lứa đôi, hướng đến một gia đình nhỏ. Và điều này rất là thiêng liêng. Và tôi cho các bạn biết rằng trên hai cái ghế của các bạn đã có rất nhiều người đã đến với nhau, đã yêu nhau, đã sinh con đẻ cái. Nên điều đó nói với tôi rằng là trên đây là tình yêu có thật. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Trời ơi, mình cái nút bấm. Linh, mặt của Mạnh hốt hoảng á. Hốt hoảng giống như vừa mất của vậy đó trời ạ. Thật sự thế này á, trong mắt của anh Quyền Linh á, thật sự hai em rất hợp với nhau nha. Bây giờ á, là em nói gì với mẹ vợ tương lai đó, mẹ Thủy đó. Cháu hôm nay cho đến với chương trình, cháu cũng xin cảm ơn bác đã sinh ra một đứa con. Và nha. Cháu xin phép bác sắp tới thì cho cháu được hẹn hò với em và tiến tới xa hơn ạ. Rồi, Mai nói gì với chú với gia đình đi. Con xin chào chú ạ. Nhân qua chương trình bạn muốn hẹn hò, con xin phép chú cho phép con được gặp gỡ và hẹn hò với anh Mạnh ạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ. Cháu xin phép bác cháu được làm thủ tục của chương trình ạ. Em xin phép em được hôn em nụ hôn. Ôi kêu quá. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Khi sanh ra tại nhà thương, ngoại đã bắt về luôn, không cho già ngoại để đi đặt tên Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hồi. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào. Chào cô Hồng Văn và chào mọi người có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Cái gì? Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Nguyễn Hồi Sinh. Dạ. Hoài Hận. Dạ. Trời ơi, tên lạ vậy ta. Ba mẹ có nói cái ý nghĩa của cái tên đó không Hoài? Dạ chắc cũng có cô. Chắc có đó. Dạ. Đâu con kể nghe coi sao vậy? Cái đó hồi nhỏ con không biết gì hết thì thôi có gì con nhường lại cho ngoại. Để hỏi phụ huynh coi là lý do cái tên đó làm sao ha. Đúng rồi. Bên đây á nhà gái mình nghe thấy cũng lạ đúng không?
Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 29. Con hiện tại đang buôn bán rau củ quả trái cây này nè. Bán ở đâu Hoài Hận? Ở Bình Dương. Bán Bình Dương rồi, ở Bình Dương luôn. Dạ. Nhà đó con ở với ai? Nhà đó hiện tại con ở mình. Rồi con giới thiệu về mình luôn đi. Em tên là Phạm Hồng Mơ, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Cà Mau và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Em là giáo viên cấp 3. Mình cho biết một số khuyết điểm, ưu điểm đi nhà gái. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Trẻ như vậy mà là giáo viên cấp 3, môn gì vậy cưng? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. Về khuyết điểm thì cái khuyết điểm mà lớn nhất của em thì chắc có lẽ là em là người khá là nhạy cảm. Tức là em hay suy nghĩ nhiều, với lại là em có cái não cây vàng lắm. Tức là em hay quên những cái chuyện nhỏ nhỏ, hay quên, đặc biệt là trong những cái tình huống mà vội á. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của con thì con dễ hòa đồng. Dễ tiếp thu, không bỏ thủ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì chắc cũng nhiều. Ví dụ như con hay quên á. Bán buôn mà hay quên sao được? Con hay bị phân tâm á, chứ đang đi ra cái mình suy nghĩ chuyện gì đó cái mình quên cái đồ trong nhà. Có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua một mối tình, với cũng có mấy mối tình lặt vặt thôi. Đáng tình mà cũng lặt vặt nữa. Mấy năm? Dạ chắc quen cũng khoảng 6-7 năm. 6-7 năm là dài á. Dạ. Sao mà chia tay vậy? Tại khoảng cách á, khoảng cách địa lý rồi. Dạ lúc đó con về Bình Dương con làm này, cô đó trên Bình Phước. Bình Dương Phước hồi xưa là một đó. Đâu có xa lắm đâu. Vậy Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì có xa không anh? Chắc anh nghĩ cũng không xa lắm rồi. Bình Dương mà bạn nữ mộng mơ ở quận 9 thì sát bên mà. Bước qua là tới rồi. Dạ. Không? Còn mơ thì gái, sao? Mơ được mấy mối rồi? Tình? Dạ, tình trường của em thì nhiều hơn anh đó chút xíu. Em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em thì từ thời sinh viên là nhà, mặc dù là nhà ở gần nhau nhưng mà hai đứa lại là yêu xa. Tại vì bạn kia là học ở xa, còn em thì học Cần Thơ. Nên là quen nhau khoảng được 1 năm thì do cái khoảng cách địa lý mình cũng không rồi. Có nhiều cái cảm cũng xúc. Cũng là do địa lý luôn, thành ra là thôi bỏ mối tình đó đi. Mối tình thứ nhì. Sau mối tình đầu khoảng 5-6 năm gì em mới quen mối tình thứ hai. Được mấy năm mối tình thứ hai? Chỉ vài tháng thôi, tại vì lý do là cũng khoảng cách địa lý luôn, là em chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Nên là bạn đó không thích yêu xa nên rồi. Là còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì và họ mới năm rồi là em quen đồng nghiệp, tìm hiểu nhau thì cũng được vài tháng à, thì cảm thấy là hai người không có sự phù hợp rồi, không có nhiều cảm xúc nữa nên là chia tay. Rồi bây giờ các bạn bạn muốn là cái mẫu người lý tưởng của bạn sẽ là như thế nào? Em thì quan trọng cái tính cách nhiều hơn. Anh nam phải là người sống có trách nhiệm. Đối với em thì người nam phải là cái trụ cột kinh tế của gia đình. Rồi về ngoại hình thì cao từ 1m68 đến 1m72 à. Tới ngoại hình là phải qua coi liền. Được. Chào cưng. Dạ. Gì đó mà mối. Sao? Cột giùm tôi cái nơ. Nó vậy đó, lãng vậy đó. Trời đất ơi, nhiệt tình với những. Em ơi. Dạ. Mình cao nhiêu? Dạ, con cao 1m69. Đó, hơn rồi. Được chưa? Từ 1m68 tới 1m72 mà giờ tầm 1m69. Ông cột xấu quá, Linh ơi. Thật sự tôi buồn đi. Thật sự luôn. Thôi mà. La hoài à. Nhờ người ta mà la suốt luôn vậy đó. Em có trách nhiệm không cưng? Dạ, trách nhiệm thì cái đó ai cũng phải có rồi cô. Nhất là với gia đình thì mình phải đặt lên hàng đầu. Là người đàn ông lúc nào mình cũng phải nghĩ đến để lo được cho người phụ nữ của mình mới tìm. Còn mình cảm thấy mà mình không lo được cho người đó thì tốt nhất mình ở mình cho xong. Trời ơi, đó, rất là khí khái đó. Ok chưa? Đó, thấy nghe trả lời thôi là mình thấy là như đinh đóng cột liền. Bây giờ là em trai muốn được người bạn gái thế nào? Người phụ nữ của cuộc đời con thì giống như bà ngoại con là được rồi. Cái tính gì ở bà ngoại là cái tính mà con thích tính nhất? Tính gì? Tính ngoại con thì dị tha. Dù con cái có làm lỗi như thế nào thì con cái vẫn là con cái. Em sao nè? Dạ, em thì rất là dị tha và rất là dễ thông cảm cho người khác. Dễ thông cảm cho người khác. Thường là cô giáo là thường là có cái tính đó. Dạ. Sao nữa nè, chàng trai? Bà con thì xin gì được đó. Xin cái gì được cái đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chứ không hợp lý thì đương nhiên là không cho được rồi. Đúng đó, cái này khó nè, không có đơn giản đâu. Rồi. Không cười luôn kìa, không cười luôn kìa. Khó lắm. Rồi gì nữa nè?
Con thấy nhiều đó cũng khá là đúng. Nhiều đó muốn xỉu rồi đó. Xin gì cho đó muốn xỉu rồi đó. Coi thằng gái qua coi. Trời ơi dễ thương. Coi thằng gái cũng được. Nói chung thằng trai cũng được. Hai bên thấy hợp, cũng hợp với nhau về khuôn mặt ha. Về cách giao tiếp nãy giờ. Hôm nay mình đi với ai vậy? À, dạ em đi với các chị đồng nghiệp của em. À, cả một phái đoàn nữa. Rồi, đoàn mời luôn. Đại diện bạn dạ, gái người. Cho vài câu coi. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Thì tôi tên là Nguyễn Thị Hoài, là đồng nghiệp của em Hồng Mơ. Mơ là một người con gái giàu tình cảm, em sống chân thành và hòa đồng vui vẻ. Hy vọng Hồng Mơ và bạn Nam sẽ cùng cho nhau một cơ hội để có một cái kết thúc thật là đẹp. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cưng. Anh trai đi với ai? Dạ, con đi với đại gia đình của con. Chúng mình có ông ngoại với bà chính với mày. À, có ông ngoại hả? Ông ngoại. Thì con ngoại trước đi. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào ông Dân. Dạ. Chào cháu gái. Dạ, con chào ông. Dạ, đầu tiên là xin ông ngoại dạ. cho biết về cái tên trước đi dạ. ông ngoại. Ông ngoại xin giải mã. Cuộc này nó quá cao cấp. Dạ. À, thì cháu nó là có cái tánh là không thích phụ thuộc. À, nó nói thể để cho cháu con được tự do kinh doanh mua bán đi. Vậy là con hiểu được cái ý nghĩa là lịch sử của cái dạ. tên rồi. Thật sự là ông ngoại cũng thấy điều đó rồi. Bây giờ các bậc cha mẹ ai cũng vậy, khi mình sinh con có gì một cái tên bực, quá đặc biệt mình có đặt được. Tên con bao nhiêu cái bực tức hay cái hận thù hận đặt đó, con là đó. Con cháu sau này nó sẽ nhận lấy cái điều đó và nó cái tên nó không được theo phong thủy đó ngoại hả dạ. nó không được tốt. Có lên tòa án xin dạ. xin đổi là Nguyễn không Hoài sinh thôi dạ. nhưng mà cái tòa án nó chợ giờ lục lợi sửa chữa cực giờ khổ được đó, ngoại giờ được đó nội cũng được không có nổi đâu. Hoài hận thì có những cái điểm tốt thì gọi là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê, mà cái xấu là chỉ có chơi game thôi. Giờ đâu biết chơi dạy đâu, nó chưa có nghiệu mà. Bây giờ bà ông ngoại bà ngoại hối để mày làm sao mày tìm cháu gái cho tao đi, cho tao bà nhắm mắt. À chứ giờ còn có mình mày à. Trời ơi à, mà mẹ nó thì đã có gia đình ở riêng rồi, đâu dạ. đó rồi. Dạ. Mà nhìn về cháu á thì có lẽ cũng đạt được là khoảng 80% bước đầu ngoại đã nhìn. Và chỉ khuyên rằng mong hai cháu cho nhau một cơ hội và mong cháu mong được có một người cháu để gì giữ cái tài khoản của nó giùm. Thôi thôi chứ bây giờ không khổ quá, nó ăn xài lớn quá mình cũng sợ. Dạ rồi, cảm ơn ngoại. Rồi cảm ơn ngoại, là hiểu được nha. Cái tâm tư của ngoại rồi dạ. đó, ngoại thương ngoại hận dữ lắm. Cảm ơn hai gia đình, đàn trai và đàn gái. Bây giờ mình mở rào xem hai trẻ gặp mặt thế nào nha. Mở rào đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Đến chương trình có món quà tặng em. Bán gì tặng đó. Dạ đền mở đây kìa. Dạ để đi, cảm để ơn để anh tặng. Tặng sầu riêng nhưng mà mình nói mất mình sẽ sầu chung nha. Dạ em có món quà tặng anh. Anh mở ra luôn à. Cẩn thận. Rồi anh cầm. À đây là một cái quả cầu, quả địa cầu pha lê. Pha lê thì nó rất là đẹp nhưng mà nó mong manh và nó rất là dễ vỡ, giống như là tình yêu của mình vậy đó. À, nếu như mà mình không có trân trọng, mình không có giữ gìn thì nó cũng sẽ rất là dễ mất đi. Và hy vọng rằng nếu em với anh á mà có duyên và có thể đến được với nhau thì anh nên trân trọng cái tình cảm đó. Anh sẽ trân trọng và anh sẽ ghi hết tên em vào bốn châu lục. Cảm ơn anh. Đưa em đi bốn châu lục luôn. Ừ. Anh thấy, cảm nhận lần đầu tiên về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiểu biết, rất là sâu lắng. Anh muốn hỏi em là em thấy anh có được không? Tại vì anh thấy anh hơi tệ. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Quan trọng là mình có thể dung hòa được những cái ưu điểm và nhược điểm đó với nhau để mà có thể hòa hợp và chung sống với nhau thôi. Nhiều người thì quan niệm là công việc gia đình, việc nhà, nấu cơm, giặt giũ rồi đó là việc của phụ nữ. Còn người chồng thì chỉ là trụ cột về kinh tế ở bên ngoài thôi. Vậy anh quan điểm chuyện đó như thế nào? Anh không có nghĩ vậy đâu, anh nghĩ đàn ông giờ làm mọi vợ cũng được rồi đó. Giống ông ngoại anh, ông ngoại anh làm hết, ông ngoại anh đâu làm gì đâu. Hai tới ông ngoại ra luôn ha. Anh có gì muốn hỏi thêm em không? À, anh muốn hỏi em là em có sống thực tế không? Có sống ảo không? Tại vì nó không thích mấy cô sống ảo lắm.
Em cũng đăng Facebook hơi nhiều á, không biết thì anh có để tâm chuyện đó không anh? Anh thì anh cũng không có quan tâm gì mấy chuyện đó, anh chỉ quan tâm cuộc sống thực tế thôi. Bây giờ mình hẹn hò sao các bạn? Em đi dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn, nhưng mà em vẫn sẽ có dành thời gian, nếu như mà hẹn hò thì không biết anh rảnh thời gian nào. Lúc nào cũng được hết, tại vì không có chuyện nào mà quan trọng hơn bằng cái chuyện người yêu của mình, người đó sống với mình suốt đời, còn những chuyện khác thì từ từ mình làm được. Dạ. Chuyện nào quan trọng thì mình sắp xếp trước. Như vậy thì thời gian thường là em sẽ rảnh nhiều vào cuối tuần hả? Anh sẽ đến bên này. Dự định chừng nào em cho bạn đàn trai bước tới nếu hai đứa hiểu được nhau? Được á, thì chắc là năm sau. Đám cưới thì ông ngoại có đồng ý không ngoại? Ông ngoại đang trông từng giờ, từng giây và từng phút. À. Cưới là ông ngoại cho bao nhiêu bàn? Thì ngoại cho nguyên chiếc 52 chỗ từ dưới lên được rồi. Trời ơi, còn tiệc cưới làm sao ngoại? Tiệc cưới hả? Thích nhiêu chịu nhiêu, thích nhiêu chịu nhiêu. Trời đó coi. Ngoại cưng quá vậy, ngoại cưng ngon ngoại lành luôn vậy. Chứ giờ còn thằng cháu như con út mà. Ôi ôi. Về là con chỉ có chịu việc quản lý thôi. Quản lý thôi. Chứ bà già rồi. Dạ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngoại nhiều. Bước tới nắm tay cô gái, hát một đoạn nào đó mà mình cảm nhận là mình hát cái bài nào hay, thích đi. Cảm tình đó. Rồi. Khi lần đầu gặp em, ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về. Trời ơi, bốn câu đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, như đó đủ rồi. Dạ, thì để đáp lại cái bài hát của anh thì em cũng tặng anh một bài hát. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rồi, hay lắm. Cái câu cuối cùng là cái câu mà em muốn nói với anh. Rồi, trở về ghế ngồi. Rồi, về đây ngồi đi nào. Đặt tay vào nút bấm và quyết định. Có thể mộng mơ sẽ thay đổi về phong thủy cho hoài hận. Mộng mơ nó đẹp hơn nhiều và nó có thể có rất nhiều may mắn. Nào, 1, 2. Rồi đó, không cần đếm mà lại không cần đếm. Cảm ơn mọi người. Được rồi đó, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép đại diện bên đàn gái, đàn trai đi, cho phép tụi em hẹn hò với nhau và hứa với hai bên điều gì? Dạ, con hứa với đại gia đình của mình, nếu mà có thể đến được với em, anh sẽ sống hết nửa cuộc đời còn lại dành cho em. Đó. Không lãng phí. À, dạ, con xin nói với ngoại đi. À, xin phép các dì. À, con hy vọng rằng là tụi con sẽ có duyên để đi được với nhau xa hơn. Và nếu như vậy thì con mong rằng sẽ, mặc dù anh vẫn là hoài hận, nhưng mà cái tương lai sau này của anh sẽ toàn màu hồng thôi. Cảm ơn anh. Không có hận ai nữa, anh không hận ai nữa. À, bây giờ mình xin phép hôn bạn gái đi. Dạ, mình xin phép đại gia đình hơi thất lễ tí xíu. Xin phép anh.